Thưa quý vị, mưa lũ do bão số 3 gây ra đã để lại hậu quả nghiêm trọng cho huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Ngoài những thiệt hại về người và tài sản, hệ thống cấp nước cho các trường học trên địa bàn cũng bị tàn phá nặng nề. Theo thống kê của Phòng Giáo dục và Đào tạo Bát Sát, toàn huyện có 39 điểm trường bị thiệt hại hệ thống ống dẫn nước từ các khe núi với hơn 67.000 mét ống nước nhựa các loại. Trước tình hình trên, Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh đã đồng hành cùng với Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng Cao và địa phương chung tay chia sẻ khó khăn với các em học sinh tại đây. Cụ thể, đơn vị này thông qua Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Nhựa Bình Minh miền Bắc quyết định tài trợ 10.400 mét ống các loại trị giá hơn 102 triệu đồng và giảm 35% giá bán cho số ống còn lại trị giá gần 179 triệu đồng. Với sự hỗ trợ này, cùng với nguồn đóng góp từ các doanh nghiệp khác, các trường học ở Bát Sát sẽ sớm được phục hồi hệ thống cấp nước, đảm bảo điều kiện sinh hoạt và học tập cho các em học sinh. Trước đó, Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp BSA cùng Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng Cao đã tổ chức nhiều đợt cứu trợ nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng lũ và hiện đang thực hiện việc tái thiết nhà ăn, hỗ trợ trang thiết bị học tập, công trình phụ trợ, giúp cải thiện điều kiện sinh hoạt và học tập cho các em học sinh trường Trung học Phổ thông Bán trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Nậm Pung, xã Nậm Pung, một xã vùng cao thuộc huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai.